Quý vị đang theo dõi bản tin hàng hóa thị trường và ngay bây giờ sẽ là phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê Trung Quốc vừa công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng của nước này trong tháng 1 tiếp tục theo đà giảm. Một phần cũng do tháng 1 là tháng có Tết dương lịch và chuẩn bị đón Tết âm lịch nên hoạt động sản xuất thu hẹp. Theo đó, PMI tháng 1 giảm 0,3 điểm so với tháng trước, dừng ở mức 49,4 điểm. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục đà thu hẹp. Giảm mạnh nhất là hoạt động sản xuất máy móc thiết bị với mức giảm đến 2,3 điểm. Riêng chỉ số nhà quản trị mua hàng của lĩnh vực dịch vụ tại Trung Quốc trong tháng 1 vừa qua, dù vẫn cao hơn 50 điểm, nhưng đã giảm từ 54,4 điểm trong tháng 12 năm ngoái xuống còn 53,5 điểm trong tháng vừa qua. Tuy nhiên, cũng dễ hiểu khi hoạt động sản xuất trong tháng 1 đi xuống, bởi đây là tháng đón Tết dương lịch và cũng là tháng cận kề Tết âm lịch tại Trung Quốc. Quốc hội Malaysia vừa chính thức bỏ phiếu thông qua việc Malaysia tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Với tỷ lệ bỏ phiếu là 127 phiếu thuận so với 84 phiếu chống, Quốc hội Malaysia đã thông qua TPP. Những ý kiến phản đối TPP cho rằng hiệp định này không có nhiều lợi ích đối với hoạt động giao thương của Malaysia và thậm chí còn làm hao hụt số việc làm tăng giá thuốc và chi phí y tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Malaysia ông Mustafa Mohamed nhấn mạnh TPP có lợi cho kinh tế nước này, đồng thời thúc đẩy tạo ra công ăn việc làm, đặc biệt là trong các ngành điện tử và sản xuất ô tô. Nếu Malaysia không tham gia TPP, nước này có nguy cơ mất sức cạnh tranh so với các quốc gia trong khu vực, chẳng hạn như Việt Nam. Dự kiến TPP sẽ chính thức được ký kết vào ngày 4 tháng 2 tại New Zealand. Myanmar và Trung Quốc vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác về việc phát triển năng lượng điện với nguồn kinh phí do Myanmar vay từ Ngân hàng Thế giới sau 30 năm. Chương trình hợp tác phát triển năng lượng là sự liên kết giữa Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc CEEC, Tập đoàn Điện năng và Bộ Năng lượng Myanmar. Nội dung chính của chương trình là việc xây dựng nhà máy năng lượng nằm ở miền nam Myanmar, nhằm mang đến nguồn cung điện năng cho khoảng 1 triệu người dân trong khu vực. Dự án hợp tác được chính phủ Myanmar thực hiện chủ yếu bằng khoản tiền vay từ Ngân hàng Thế giới, với mục tiêu hạn chế người dân sử dụng khí ga tự nhiên, đồng thời phát triển năng lượng sạch đối với môi trường. Đại diện hai phía nhận định, sự hợp tác này sẽ đem lại nguồn lợi lớn cho cả đôi bên, trong bối cảnh Myanmar đóng vai trò quan trọng trên con đường tơ lụa mới mà chính phủ Trung Quốc đang tham vọng thực hiện. Myanmar là quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng trên con đường tơ lụa hiện đại mà Trung Quốc đang xây dựng. Là một tập đoàn hàng đầu về năng lượng tại Trung Quốc, chúng tôi mong muốn sẽ giúp Myanmar phát triển kinh tế trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng những dự án phát triển năng lượng trong nước. Kinh tế Philippines tăng trưởng 6,3% trong quý tư năm 2015, đưa mức tăng trưởng của cả năm 2015 lên 5,8%. Đây là số liệu vừa được cơ quan thống kê chính phủ nước này công bố. Tăng trưởng của Philippines trong quý 4 vừa qua vượt kỳ vọng 5,9% mà hãng Reuters đã khảo sát trước đó. Nhưng con số cả năm thì vẫn thấp hơn mục tiêu 6% mà cơ quan phát triển kinh tế quốc gia đặt ra từ đầu. Chính phủ Philippines dự báo tăng trưởng từ 7 đến 8%, nhưng hoạt động xuất khẩu yếu kém và chính sách tiết kiệm chi tiêu của chính phủ đã khiến tăng trưởng không đạt mục tiêu. Về lĩnh vực dịch vụ, vốn đóng góp hơn 50% vào tốc độ tăng trưởng chung, thì tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ đã đạt 7,4% trong quý 4. Ngành công nghiệp tăng 6,8%, trong khi ngành nông nghiệp chỉ tăng 0,3% do thời tiết khô hạn vì chịu tác động từ hiện tượng El Nino. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Giám đốc Cơ quan Phát triển Kinh tế Quốc gia cho biết, Philippines có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh thứ tư trong khu vực sau Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc đã bắt đầu hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế quan theo quy định của Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Một trong những doanh nghiệp cho biết đã thấy được lợi ích từ FTA Trung Hàn là công ty sản xuất vật liệu bán dẫn của Hàn Quốc, Wizik Innovation and Technology. Wizik cho biết doanh số bán hàng của công ty đạt 32 tỷ won, tương đương 26,6 triệu đô la Mỹ trong năm 2015. Ông Won Ha-yong, phó chủ tịch công ty cho biết, sản phẩm của Wizik nằm trong danh sách mặt hàng được giảm thuế từ tháng 1 năm 2016 theo quy định FTA Trung Hàn. Chúng tôi kỳ vọng trong năm 2016, giá trị bán hàng tại thị trường Trung Quốc sẽ đạt từ 15 đến 16 tỷ won. Hồi trước thì khoảng 8 tỷ won giá trị sản phẩm bị đánh thuế. Nhưng với FTA Trung Quốc-Hàn Quốc mới có hiệu lực, đối tác tại Trung Quốc của chúng tôi sẽ không bị đánh thuế nữa. Chúng tôi sẽ tiết kiệm được khoảng từ 600 đến 800 triệu won tiền thuế. Một chuyên gia Hàn Quốc chuyên nghiên cứu về các FTA cho biết, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế của hai nước nếu như tăng cường cạnh tranh hơn trong thị trường. Trong tương lai, chính sách sẽ tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù một công ty không thể tạo được nhiều việc làm, nhưng số lượng của các doanh nghiệp này cộng lại là rất lớn. Khi các doanh nghiệp này tăng trưởng mạnh, họ sẽ tạo được nhiều việc làm và thúc đẩy kinh tế. FTA Trung Hàn đã được Hàn Quốc phê chuẩn vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái. Ngay khi hiệp định có hiệu lực, 12% số mặt hàng của Hàn Quốc xuất khẩu sang Trung Quốc được miễn thuế.
Thưa quý vị, số liệu tháng 1 cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục đà thu hẹp, đánh dấu tháng thứ 13 suy giảm liên tiếp. Các chuyên gia cho rằng đây có thể sẽ là cơ sở để Ngân hàng Trung ương tiếp tục hạ lãi suất. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 1 giảm 18,5% so với một năm trước đó, đánh dấu tháng thứ 13 sụt giảm liên tiếp. Đó là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2009 khi các chuyến hàng giảm tới 20,9%. Các chuyên gia phân tích cho biết dữ liệu ảm đạm có thể sẽ là yếu tố khiến Ngân hàng Trung ương lần nữa tuyên bố cắt giảm lãi suất, mặc dù có rất ít người dự đoán quyết định này sẽ được công bố vào cuộc họp ngày 16 tháng 2 tới. Hiện Ngân hàng Trung ương đang giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1,5%. Dữ liệu từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cũng cho thấy nhập khẩu giảm 20,1% so với năm trước đó và giảm 19% so với tháng 12. Nhu cầu toàn cầu ảm đạm, đặc biệt là Trung Quốc. Giá giảm ở những hàng hóa chủ lực cũng góp phần ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu. Mới đây, Mỹ đã thông báo thay đổi các điều kiện trừng phạt đối với Cuba. Theo đó sẽ gỡ bỏ việc hạn chế xuất khẩu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại bằng đường hàng không từ Mỹ vào Cuba. Đây được xem là động thái mới nhất của Washington trong việc nới lỏng cấm vận đối với đảo quốc này. Trong một thông cáo của Bộ Ngân sách và Thương mại Mỹ có biết, việc điều chỉnh này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 27 tháng 1, sẽ giúp cho việc xuất khẩu vào Cuba được thuận lợi hơn, không chỉ đối với các mặt hàng nông phẩm mà còn đối với các loại hàng hóa khác. Sự thay đổi này cũng sẽ tạo điều kiện đi lại dễ dàng đến Cuba, đồng thời mở thêm các cuộc họp chuyên môn, các buổi giao lưu nghề nghiệp trong giới truyền thông và nghệ thuật. Mỹ và Cuba đã tiến gần nhau hơn sau một nửa thế kỷ thù địch. Kể từ cuộc cách mạng Cuba vào năm 1959, hai nước đã thiết lập lại mối quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán vào mùa hè năm ngoái. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Jack Lew phát biểu trong một thông cáo rằng, những điều chỉnh trong chính sách với Cuba đã gửi một thông điệp rõ ràng ra thế giới rằng Mỹ đang thực hiện cam kết về việc giúp cho người dân Cuba có đời sống kinh tế tốt hơn. Gã khổng lồ công nghệ Samsung Electronics mới đây đã cảnh báo lợi nhuận sụt giảm trong năm nay do doanh số bán hàng mảng điện thoại thông minh giảm. Xu hướng này cũng tác động đến cả đối thủ của Samsung là Apple cũng như các nhà sản xuất con chip khác. Cảnh báo của Samsung được đưa ra chỉ một ngày sau khi cổ phiếu của Apple giảm hơn 6,5%, mức giảm lớn nhất kể từ 2 năm nay, do nhà sản xuất iPhone dự báo doanh số bán hàng quý đầu năm 2016 giảm lần đầu tiên kể từ 13 năm qua. Cổ phiếu của Samsung đã giảm 2,4% sau thông tin trên. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm chạp và tiền tệ tại các thị trường mới nổi mất giá đã khiến cho lượng hàng bán ra giảm sút, từ mặt hàng TV cho đến máy tính cá nhân, không chỉ gây khó khăn cho Samsung và Apple mà còn cho cả các nhà cung cấp linh kiện. Một số nhà đầu tư và chuyên gia tin rằng lợi nhuận của Samsung sẽ giảm lần thứ hai trong vòng 3 năm qua, vào năm 2016, do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu dành cho tiện ích. Lợi nhuận mảng di động giảm 7,3% so với quý 3, còn 2.230 tỷ won, được xem là kết quả kinh doanh yếu kém nhất cả năm. Samsung cho biết lợi nhuận quý đầu tiên trong năm nay của mảng di động có thể tăng nhẹ do sự ra đời của dòng điện thoại mới. Vừa rồi là phần 2 của bản tin hàng hóa thị trường và đến với phần cuối của chương trình. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ kênh FBNC để theo dõi hai câu chuyện đáng chú ý như sau. Bán hàng trực tiếp vào hệ thống bán lẻ toàn cầu có quá khó với doanh nghiệp Việt? Hội Hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh huy động vốn xã hội hóa để cải thiện chất lượng.